mừng quý vị các bạn trở lại với channel của mình. Đứng cạnh mình đây là bảng Everest Titanium số tự động cầu. Phiên bản này có giá bán ít nhất là 1 tỷ 177 triệu. Tại thời điểm ghi hình hôm nay thì mức khuyến mãi tháng 7 này đang rơi vào khoảng 50 đến 60 triệu tùy vào từng thời điểm. Tạm gác chút về giá bán thì mình cũng đi tìm hiểu xem phiên bản Titanium gọi là xếp vị trí thứ hai trong dòng Everest này thì có những cái ưu nhược điểm như nào, có cái gì để bạn đáng để cân nhắc khi đây đang là chiếc SUV 7 chỗ bán gần như là chạy nhất tại thời điểm hiện nay. Ok, xin mời bạn đây. Tổng quan về chiếc xe thì trên 5 phiên bản của Everest đều cùng chung một kích thước từ Titanium cho đến Ambient. Chỉ khác duy nhất là về động cơ thôi. Đây là phiên bản động cơ 2.0 single turbo 180 mã lực. Về phần động cơ qua xong, thiết kế tổng thể ở ngoài, đây vẫn là mặt lưới tản nhiệt chrome, mặt chrome, logo Ford to bản giống như bản Titanium hai cầu. Cái lưới tản nhiệt này thì có khác một chút so với bản đời trước từ sau khi Ford 2016 ra mắt. Nhìn nhanh để phân biệt giữa bản Titanium một cầu và hai cầu thì có thể nhìn nhanh qua ở dưới này. Cầu thì sẽ không có radar, cách nhận biết khá là nhanh cho hai phiên bản. Đây vẫn là cái chiếc làm sắt. Cái góc thoát của xe này cũng khá là tốt. Nếu mà có thể nói là Everest là mẫu xe đi địa hình tốt nhất của Ford hiện nay. Tuy không có nhiều chế độ lái như bằng Explorer, nhưng hệ thống khung gầm của Ford Everest là khung gầm body on frame, tức là khung gầm liền, khung gầm rời ra khoảng cách. Thì chiếc xe này đi đường địa hình và đi off-road rất là hay. Nếu có nhu cầu lái thử thì quý khách hàng có thể liên hệ tiếp qua hotline đang để ở trên video và dưới mô tả. Điểm qua về phần đèn xe. Đèn ở trên Everest này là hệ thống đèn LED định vị ban ngày, halogen projector ở đây, đèn sương mù cũng là đèn halogen, ánh sáng vàng. Đây, giải đèn LED ban ngày, halogen projector, đèn sương mù. Vị trí đặt đèn cũng khá là cao, tầm nhìn hay là tầm chiếu sáng thì cũng rất là tốt. Về đèn thì sự kết hợp giữa đây là đèn ánh sáng vàng và đây là đèn ánh sáng trắng, khi quý khách hàng sử dụng thì sự kết hợp này cũng rất là tốt, vừa thuận lợi trong việc khi bạn đi vào thời tiết xấu, tầm nhìn nó rất là rộng. Ok, ngoài cấu tạo đèn như này thì ở trên phiên bản Titanium này thì đã được trang bị hệ thống tự động pha cốt. Cảm biến tự động pha cốt trên này có luôn là cảm biến gạt mưa tự động. Bản Titanium này thì gương chiếu hậu sẽ có hệ thống cảnh báo điểm mù ở đây. Cảnh báo điểm mù bằng đèn LED. Đây, cảnh báo điểm mù đây. Đây là một điểm lưu ý so với phiên bản Gen mà mình chuẩn bị gửi tới quý vị các bạn sau. Xin nhan báo rẽ sẽ tích hợp luôn đây. Băng cá này cũng là một điểm để các bạn nhận biết giữa phiên bản 2 cầu và phiên bản 1 cầu. Trên phiên bản 2 cầu V-Turbo thì dòng chữ xuất hiện đây sẽ là V-Turbo. Phiên bản 1 cầu, 4 phiên bản còn lại sẽ đều ghi là tên dòng xe như Everest hoặc là Ranger. Cái thứ hai là về phần tay nắm cửa ở đây. Ngoài khóa tay mạng chrome, nó cũng là một điểm nhận biết giữa phiên bản Titan và phiên bản Gen. Xe thì được trang bị bọc lên xuống hệ động cơ.
Về phần la răng thì lốp của Everest hiện nay đang là lốp có thể thấy lốp cực kỳ to, khoảng sáng khoảng cách này cũng rất là lớn. La răng được sử dụng trên Everest là la răng 20 inch, như là răng to nhất phân khúc hiện nay, cực kỳ khỏe luôn, đủ chất Ford. Về phần tiêu thụ nhiên liệu thì động cơ mới của Ford Everest thì phải nói là động cơ cực kỳ tốt. Thì quý vị bạn thấy đây, tem xanh cũng đăng kiểm. Nhiên liệu kết hợp chỉ trung bình là khoảng gần 7 lít. Nhân hệ số chân ga chân phanh trong đô thị đi, sắp xỉ khoảng 9-10 lít. Đường kết hợp khoảng 7 lít rưỡi và 6-7 lít trong 100 km được trường. Quý vị các bạn có thể xem thêm tính năng mới của bên xe hay. Một bình xăng chạy từ Hà Nội vào miền trong. Trên Ford Everest này thì phiên bản Titanium vẫn hoàn toàn mở bằng cốp điện. Everest có 4 kiểu mở cốp cơ bản. Chìa khóa ở trên tay của bạn, bạn bấm nút mở cốp bình thường đấy, bạn có thể mở trên mặt táp lô trên vị trí người lái. Và thứ hai là đá cốp trên tay. Xin lỗi, thì cầm chìa khóa ở đây. Về hàng ghế thứ ba thì đằng sau này sẽ được trang bị một cổng sạc 12V này. Hệ thống hàng ghế thứ ba trên Titanium sẽ là gập điện, hoàn toàn có chống kẹt. Ok, về hàng ghế thứ ba thì như các bạn thấy đây, hoàn toàn là gập điện trên phiên bản Titanium và có chống kẹt. Hai phiên bản Titanium đều được trang bị gập điện hàng ghế thứ ba. Từ phiên bản trên xuống quý vị sẽ dùng là gập cơ. Về phần kích và lốp dự phòng thì đây là bộ kích cứu hộ cơ bản được trang bị trên xe Ford. Lốp dự phòng sẽ được treo ở dưới này, rất là gọn. Đây, còn thêm một khoang để đồ để quỹ đen, thoải mái. Về phần hàng ghế thứ hai, hàng ghế thứ hai ở trên Ford Everest, với một người cao 1m8 thì khá là quan trọng. Đây là vị trí mình để cao nhất, thì vị trí ngồi cũng khá thoải mái. Ở trên đây là có cửa gió điều hòa luôn. Trên bản Titanium này sẽ không được trang bị cửa sổ trời, cho nên là những tính năng như là chống ồn chủ động hay là đèn cửa gió điều hòa đều được trang bị ở giữa luôn, rất là tiện lợi tùy chỉnh được. Hàng ghế thứ hai này thì lên xuống điều chỉnh cơ. Ở giữa thì sẽ đều có tựa gối hay là cốc. Ở đây còn túi bóng nên mình xin phép tựa đầu và để cốc. Điểm đặc biệt trên Titanium này là một phiên bản số động một cầu, là hàng ghế thứ hai thì bị các bạn có cổng sạc AC này 230V, cổng sạc C 12V. Chỉ có điều chỉnh gió điều hòa ở trên này thôi, chứ không điều chỉnh nhiệt độ. Ok, mình vào phần nội thất trên xe. Có thể thấy ngay ở đây thì trên phiên bản Titanium chống động một cầu này, ghế lái sẽ là ghế điều chỉnh điện. Vô lăng thì hệ thống điều khiển đèn cũng như mọi chiếc xe Ford khác, đèn sương mù, điều chỉnh đèn hướng xoay, tăng giảm độ sáng của đèn, điều chỉnh gập gương, điều chỉnh gương điện. Trên vô lăng này thì cái đồng hồ ở trên Ford Everest này thì cũng rất là thể thao, quý vị các bạn. Ok, đồng hồ trên Ford Everest này đây, quý vị các bạn có thể thấy hiển thị luôn cả số. Thì trong showroom mình xin phép không nổ máy, rất là hạn chế. Trên vô lăng này thì có thể thấy ngay phiên bản Titanium một cầu chỉ có Cruise Control, tuy có lim nhưng lại không có Adaptive Cruise Control. Hệ thống điều khiển này cũng rất đơn giản thôi, bàn phím bên này các bạn điều khiển thẳng trực tiếp đồng hồ đây. Hệ thống đàm thoại dành tay sinh điều khiển đồng hồ ở đây. Màn hình ở trên Ford Everest là màn hình cảm ứng 8 inch các bạn nhé, kết hợp sinh bar.
hộp số, cổng kết nối USB, nó không giống như phiên bản 2 cầu, không có 2 cầu, chỉ có tị để cốc. Cần số thì đây có cộng trừ. Everest Titanium, phiên bản hai phiên bản Titanium đều được trang bị thiết kế nội thất rất là đẹp. Về phần động cơ, của Ford Everest hoàn toàn là thủy lực các bạn nhé. Động cơ 2.0 single turbo 180 mã lực, moment xoắn 420, giải phóng tua cực kỳ thấp, thiết kế rất là gọn gàng thôi các bạn. Mức tiêu thụ nhiên liệu quý vị các bạn có thấy miếng xốp cách âm nhiệt rất là tốt thật. Trên phiên bản Titanium số tự động một cầu thì vẫn được trang bị đầy đủ các công nghệ mới nhất như là hệ thống khởi động bằng nút bấm, start stop, hệ thống chống ồn chủ động như các bạn có thể thấy đây, thu mic phát và trang bị ở trên xe. Nếu như quý vị các bạn có nhu cầu về tìm hiểu về chiếc xe, nhu cầu về báo giá hay cần thắc mắc, có thể vui lòng liên hệ trực tiếp qua hotline của mình